đề nghị ngành y tế và các địa phương chủ động đề xuất việc điều chỉnh tần suất xét nghiệm để giảm áp lực cho tuyến dưới nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch. Đó là kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện vào cuối giờ chiều qua. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và các thành viên trong Ban chỉ đạo. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị tiếp tục kiểm soát chặt các điểm phát sinh ca bệnh trong những ngày qua. Tuy số lượng ca bệnh có giảm dần, nhưng công tác xét nghiệm vẫn được duy trì với cường độ cao. Đây là một biện pháp phù hợp để có thể kịp thời đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Về triển khai việc cách ly tại nhà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến lưu ý. Đề nghị là tinh thần là các địa phương theo hướng dẫn của Ủy ban thành phố trên cơ sở đề xuất của Sở Y tế về các cái điều kiện để cách ly tại nhà, thì các cái phường quận chúng ta cố gắng theo cái hướng là việc cách ly tại nhà F1 để mà giảm cái áp lực. Tuy nhiên chúng ta vẫn đảm bảo được công tác cách ly và vẫn đảm bảo được cái việc kiểm soát tình hình dịch. Và bên cạnh đó thì đề nghị Sở Y tế sớm tham mưu cho Ủy ban thành phố về cái điều chỉnh cái số lần xét nghiệm đối với F1. Chứ hiện nay là vì tình hình khi chúng ta hướng dẫn theo cái 36-38 là lúc đó chúng ta chưa có cái tỷ lệ tiêm chủng cao, và chúng ta cũng không có những cái phương pháp, những cái công cụ trong cái vấn đề thuốc để điều trị, rất là nhiều cái hạn chế. Bây giờ thì tình hình nó cũng đã phát lên rất là nhiều, cho nên là Sở Y tế sớm tham mưu cho Ủy ban để điều chỉnh cái việc mà số lần xét nghiệm đối với F1 để giảm cái gánh nặng cho anh em ở cấp tuyến dưới. Thì cái này thì tôi cũng đề nghị là y tế làm sớm. Liên quan đến tiêu chí về năng lực điều trị tại cơ sở và trạm y tế lưu động, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế trong việc hoàn thành triển khai và đảm bảo các điều kiện của tiêu chí này. Trên cơ sở đó, đề nghị ngành y tế tiếp tục ban hành hướng dẫn điều trị F0 tại nhà sớm hơn để thành phố yên tâm tiến vào trạng thái thích ứng linh hoạt. Về xét nghiệm, thành phố đã có điều chỉnh dựa trên kế hoạch 164 và sẽ triển khai tổng thể từ nay đến cuối năm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị địa phương, nhất là những khu vực có điểm nóng, nên chủ động cân nhắc kỹ về quy mô, tần suất, cách thức xét nghiệm, vừa bảo đảm hiệu quả phòng chống dịch, vừa tiết kiệm ngân sách. Cái này là một cái bài toán mà cân nhắc giữa cái hiệu quả và giữa cái nguồn lực chúng ta hiện có. Chứ còn bây giờ nói thật với các anh chị là nguồn ngân sách của chúng ta tập trung cho cái việc phòng chống dịch và đặc biệt là tập trung cho cái việc xét nghiệm rất là lớn. Bây giờ 2-3 phường nữa thì chúng ta sẽ rất là áp lực. Nên tôi đề nghị là các cái quận mà có cái điểm nóng cũng như là các cái địa phương là các anh chị phải rất là cân nhắc và đặc biệt là phải trao đổi cụ thể với anh em chuyên môn trước khi quyết định cho cái việc là lấy mẫu vì quy mô này, tần suất này và cách thức. Sắp tới đây, thành phố sẽ cho mở lại một số cấp học. Vì vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các sở ngành quận huyện cần tập trung chuẩn bị thật kỹ cho việc này trên tinh thần chủ động và linh hoạt nhất có thể. Đồng thời, các ngành quận huyện tiếp tục đảm bảo tiến độ tiêm chủng, siết chặt việc kiểm tra, giám sát và xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch.